Tết năm nay thực sự là Tùng nó có dự định từ rất là lâu rồi, nhưng mà tham gia The Remix cho nên là những cái dự định của Tùng nó phải lùi lại rất là nhiều. Nghĩa là Tùng thường là cái cảm xúc của Tùng, Tết nhất là Tùng phải về nhà rất là sớm để chuẩn bị đồ Tết với gia đình. Nghĩa là tầm 25, 26 âm là về là muộn đối với Tùng ấy. Nhưng mà năm nay thì phải tầm 28, 29 âm Tùng mới có thể về được vì bận tham gia chương trình The Remix. Thực sự đối với Tùng thì Tùng thích về quê để hưởng hết không khí Tết, có lẽ là một tháng này mới ra mới đủ. Nhưng mà có lẽ là bây giờ là không được rồi, Tùng đã phải vào trong ngày từ rất là sớm để chuẩn bị cho những chương trình chạy show và đặc biệt là chương trình The Remix. Tùng muốn tập trung nhiều vào công hiến cho khán giả những cái tiết mục hay nhất. Thực sự thì ở Thái Bình của Tùng thì đặc sản ngày Tết đó chính là bánh chưng. Ngoài bánh chưng ra thì nhà có một cái loại bánh mà nhắc đến chắc là mọi người sẽ biết, đó chính là bánh cáy. Bánh cáy này thì Tùng rất là thích ăn. Ăn bánh cáy là phải hút một ly trà, nó đặc biệt, quá là tràn nhiều cảm xúc luôn, nhớ nhà rất nhiều. Truyền thống của gia đình nhà Tùng đó là mùng 1 về quê ngoại, mùng 2 về quê nội, mùng 3 ăn cơm quê ngoại và mùng 4 là đi vi vu các chùa chiền để cầu mong gọi là may mắn đến với gia đình mình thật nhiều trong năm mới. Sài Gòn thì chưa, đây vào Sài Gòn được 18, từ lúc 18 tuổi là vào Sài Gòn thì bây giờ được 2-3 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ Tùng ăn Tết trong Sài Gòn vì Tùng thích cái cảm giác được về quê nhà hơn. Khi mà mình một năm trời hoạt động ở xa nhà rồi Tết mình về nhà, mình hưởng thụ cái cảm giác mà được đoàn tụ với gia đình nó rất là ấm áp. Chắc chắn là có rồi, và đó trở thành truyền thống mà Tùng mong rằng năm nay bố lì xì ở Tùng nhiều hơn. Tết xưa và Tết nay thì Tùng thì cũng được bao nhiêu năm tuổi rồi nhỉ? 20, trải qua 20 tuổi. Thì kinh nghiệm là hồi bé cái Tết của mình thì nó khi mà mình không phải suy nghĩ gì nhiều, khi mà mình chỉ việc ở nhà này và hưởng thụ cái Tết của gia đình thì nó là một cái điều mà mình cảm thấy nó cũng rất là đáng quý, nhưng mà mình cảm thấy nó bắt buộc chắc chắn là phải được như thế rồi. Đó là một cái điều mà chắc chắn là mọi năm lúc nào được ăn Tết của mình bố mẹ lúc nào cũng vui và được mua quần áo mới. Nhưng mà khi đến khi mình 18, 19 tuổi thì những cái cảm giác đấy nó khác đi rất là nhiều và mình tự dưng mình thèm cái cảm giác đấy. Mình muốn mình được quay trở lại cái ngày xưa để được lúc nào cũng được nũng nịu trong vòng tay của bố mẹ, lúc nào cũng được quà từ bố mẹ. Nhưng mà lớn rồi giờ biết làm sao thì mình coi đó là những cái điều mà để sau này càng lớn lên mình càng phải hiếu thảo với bố mẹ nhiều hơn. Đó thì Tùng có lẽ là Tết năm nay Tùng sẽ mua rất nhiều thứ để tặng bố mẹ. Năm mới sắp tới thì Tùng xin chúc tất cả các độc giả của Soundstar.vn sẽ có một năm mới này tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập may mắn và đặc biệt luôn luôn khỏe mạnh nhé.